Thưa quý vị và các bạn, như vậy là Hiến pháp sửa đổi năm 2013 đã chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2014. Kế thừa các bản hiến pháp trước, hiến pháp sửa đổi lần này bổ sung nhiều quy định mới phù hợp với thời kỳ tiếp tục đổi mới của đất nước. Một trong những điểm mới được cử tri cả nước quan tâm và đồng tình cao đó là điều 4 với những bổ sung quan trọng về vai trò, quyền và trách nhiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cứ vào tuần cuối của tháng, chi bộ khối 17 phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh tổ chức họp. Trong kỳ họp đầu tiên của năm 2014 này, mặc dù cận kề Tết Nguyên đán, nhưng các đảng viên của chi bộ đều có mặt đông đủ và thảo luận sôi nổi, nhất là các nội dung liên quan đến hiến pháp mới sửa đổi, đến vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cái Đảng Cộng sản của chúng ta là lãnh đạo nhân dân và tập hợp tất cả các cái tầng lớp trí thức, rồi công nhân, nông dân phát huy được cái trí tuệ, xây dựng được một cuộc sống văn hóa, đời sống ngày càng tiến lên. Thì như thế Đảng ta đã làm được những cái khâu đó. Kế thừa các bản hiến pháp trước đây, hiến pháp mới tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với nhà nước và xã hội. Và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam không do một sự áp đặt nào mà chính là do tất yếu lịch sử cách mạng Việt Nam quyết định. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cách mạng Việt Nam đã từng bước giành được những thắng lợi to lớn, thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, đạt được những thành tựu quan trọng. Những thắng lợi cơ bản ấy càng khẳng định vai trò lãnh đạo và năng lực lãnh đạo cách mạng thực sự của Đảng Cộng sản Việt Nam. Không chỉ khẳng định vị trí lãnh đạo của Đảng, quan trọng hơn, hiến pháp mới xác định rõ trách nhiệm của Đảng so với bản hiến pháp trước đây. Đó là Đảng phải gắn bó mật thiết với nhân dân, phải phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân và chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Ông Trương Công Anh, nguyên là Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ông hoàn toàn đồng tình với những bổ sung hết sức quan trọng về vai trò, quyền và trách nhiệm của Đảng trong điều 4 hiến pháp sửa đổi. Và bản thân ông cho rằng lần sửa đổi này sẽ góp phần quan trọng củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Đảng muốn tiếp tục được xã hội, được chế độ, được nhân dân thừa nhận vai trò lãnh đạo chính nơi chỗ Đảng phải làm tròn trách nhiệm trước nhân dân, trước dân tộc. Mà trách nhiệm trước nhân dân là chăm lo cho cái hạnh phúc của nhân dân và đồng thời chịu sự giám sát của nhân dân. Thì mặt khác, Đảng chịu trách nhiệm trước dân tộc, tức là đảm bảo cái độc lập của dân tộc, tự do của nhân dân, hạnh phúc của nhân dân. Cái điều ngược lại này chính là cái luật pháp hóa đòi hỏi Đảng ta phải tự đổi mới, tự chỉnh đốn để luôn luôn xứng đáng là người lãnh đạo. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Hồng, trưởng bộ môn chủ nhiệm chuyên ngành lịch sử Việt Nam Trường Đại học Vinh cũng thống nhất và đồng tình về những sửa đổi mới trong điều 4 của hiến pháp. Và theo phó giáo sư, thì với việc Bộ Chính trị đẩy mạnh chống tham nhũng và thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, dân tộc Việt Nam sẽ còn tiếp tục phát triển hơn nữa. Chỉnh đốn lại kỷ cương, lề lối làm việc của cán bộ đảng viên hiện nay Bộ Chính trị đang làm sẽ mang lại nhiều cái kết quả to lớn, và khi tất cả cán bộ đảng viên cũng như cả dân tộc nhận thức được điều đó và có lại được cái niềm tin của đại bộ phận dân tộc, thì tôi tin rằng Đảng ta sẽ cùng thể đưa cả dân tộc ta là cất cánh hội nhập vào cộng đồng khu vực và thế giới. Tuy nhiên, để Đảng phát huy được quyền lãnh đạo toàn diện, nhà nước và xã hội mà nhân dân tin tưởng giao phó, thì Đảng phải xứng đáng với niềm tin đó. Đảng phải chịu trách nhiệm trước những quyết định của mình, phải gắn bó máu thịt với nhân dân, lắng nghe nhân dân và giải quyết những tồn tại bức xúc trong nhân dân, trong xã hội. Làm thế nào đó phải có cái kết quả trả lời cuối cùng trước xã hội, là bây giờ xã hội đang đánh sâu vào cái sao huyệt là tham nhũng, thì để như thế tạo nên được cái lòng tin. Thực tế trong thời gian qua, có một bộ phận không nhỏ đảng viên thoái hóa, biến chất đã phần nào làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng. Vì vậy, cùng với việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, thì việc sửa đổi hiến pháp lần này là rất cần thiết, phù hợp với thực tiễn
phù hợp với cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới, để Đảng ta, một cách gọi thân mật, chỉ có dân tộc Việt Nam dành gọi Đảng của mình, tiếp tục lãnh đạo Việt Nam phát triển và hội nhập.